Nguyễn em rồi anh ạ. Giới thiệu với anh em đây là cũng tên là đâu, Trường chào, nhưng mà này. Đây, Trường này thì là Trường thì khác. Đang đứt nhưng mà vẫn ở đây mà. Lên đi giám đốc Thiện ơi. Lên đi, thế anh không thấy anh, thế anh điều từ lúc chiều lúc sáng à? Làm việc kiểu gì đấy? Đúng là để chống đối ấy, đúng không? Chính phủ. Anh có vào không? Người ta đã bảo chống đối chính phủ là lật mặt như là phải tráng như ai lại một cái gái. Để em giới thiệu với mọi đâu, người đây là xong đôi một phần này. Hôm nay này đi phát cây để chuyển cái đường cáp này. Bây giờ phải phát xong cái mệt mỏi rồi. Lắm. Toàn mấy thanh niên mệt mỏi. Làm mấy ngày rồi. Đường này bụi mù luôn. Cũng tên là Trường nhưng mà nó lạ lắm. Kéo xuống đi. Đây. Chém cho nó đứt bố cái cạp này đi. Nhờ. Cầm đầu phản đối nhưng mà không thành công. Khởi nghĩa Duy Tân thất bại. Và toàn bộ lực lượng xuống đây để làm cái này. Nhục thế. Ở đây bụi mù luôn. YouTuber. Cũng là YouTuber nhưng mà nó cũng lạ lắm. YouTuber đi phát đường à? Cái này nó để lâu rồi cho nên là bây giờ nó cái này chắc phải mấy năm rồi chứ nhở? Cam như này mấy năm rồi. Cái chỗ này nó hay đứt đấy à? Dưới đất đấy à? Cái này phải của nhà trạm mà nó có cái dài dài ấy, cán dài dài này này, nhờ. Thực ra thì thằng lồn nhà trạm nó bao giờ đi phát tao thằng như thằng anh đi phát. Ừ. Chống đối nhà nước à? Bụi lắm. Lên chặt cái to to kia đi là được, hay là thôi nhở? À chắc kéo được nhở? Cầm cái đầu bên kia kéo đi Trường ơi, để thấy nó vướng vào đâu. Anh không thông minh nhỉ? Hả? Chặt một đầu bên này rồi sang đầu kia rút lại. Lúc lên nó lên gai mà dính vào. Rồi. Hẳn á. Đang nhảy số thế này. Ờ nhỉ. Hay cắt đi nhỉ? Cắt gì cần phải chặt như này nhỉ? Cắt gì thì còn được đông người hơn nữa cơ. Ừ. Đầu lên kéo đi Trường ơi. Xem cái sợi nào. Hay là cái rụng xuống đất này. Đúng không? Cái cam này này. Cái cam này đúng không? Ừ, treo vô cái đây rồi. Ờ, có 8 thế mà anh Đức bảo là cấp 8 đi 33 đi con. Ở đường rẽ lên bu lọt chỗ chân dốc Tân Mỹ lên này. Có 2 cáp thôi chị anh. 3 cáp.
Thế là thành quả cả buổi chiều các chú chặt cây, đào đường chặt cây đây à? Nó đang làm trên đoạn nào? Thế mà mình chạy ba mươi mấy km để lên chỉ đạo đội này thì thạt đường linh tã linh tinh. Đây là cái cáp mới này đúng không? Ôi các chú chơi như này chết anh ấy. Cần treo néo gì không? Thế phải dùng bằng ấy à? Dây thứ bao à? Pháp tránh thai rồi. À ờ. Néo đâu? Néo cái chỗ băng đường này này. Đêm cả buổi chiều anh em đi phát dọc cái tuyến này. Không để ý à? Việt theo đoàn thanh niên. Ờ, thôi thì mình làm giải cống hiến vậy. Ông Trọng ấy đã vào Trọng. Thế là lúc sáng chưa làm gì à? Sáng phát được đoạn rồi. Em lửa mình. Cái gì? Ba mấy cây số. Biết thế ở nhà ngủ chứ sướng. Cái thang này của Trọng à, nó lên được nó cuối được không? Xuống. Xuống kéo đi. Anh đau tay không kéo được đâu. Thế là nó bị ấy, nó bị méo. Bị mấy bậc đây? Hai bậc, một bậc đây, một bậc trên đỉnh, bậc ở giữa. Ừ. Đường này nó đông xe đấy nhở. Thì cho nó sang một bên này đi đã chưa ạ? À Trọng ạ. Ôi nhưng mà nó đang chéo vào cái, chéo vào cái cam này thì làm sao chơi được. Vào cái mang sông này đúng không Trường? Đây, sang đây mình chặt cái cành này đi này. Đây, sang đây chặt chặt đây đã. Đây này. Nắm móc đây này. Đâu, đây này. Nó vẫn đang vắt qua rồi. Chỗ này mà biết thế này thì thế còn cái cáp tam của Viettel kia thì cắt mẹ ăn đi. Cáp bó này này. Chắc thế. Nhờ, trường nhờ. Ui, ở đây là chéo mấy phát cơ. Nhờ. Mẹ chéo hai lần. Ôi nó còn lên mãi trên này kìa. À nó qua đây đúng không? Ôi thế thì sao mà chơi được nhỉ? À thì cứ phát đi đã. Phát đi không. Ui đoạn này cua như này mà. Mặt thấp như này đi. Nhưng mà ở đây nó xe bê tông nó nhiều. À đây này. Nó có dây đây nữa này, buộc đây này.
thả hết ở đây thôi. Thôi làm từng đoạn một đi. Đứt con mẹ đi. Bụi nhở. Trên này phải chặt rồi em ạ. Chặt đi, xong hạ thôi. Có thang chứ. Phải mang cái da to cái da này chặt được cứt đi. Ôi, nhưng mà đoạn này nó chéo qua cái cam này hai lần. Lại phải gỡ ra rồi. Cái thằng nào luồn dây mà. Cái kìa, trên dây kia còn chéo một đống kìa. Cay nhờ. Hỏi lại xem có cắt được không để cắt vẽ đi. Đây anh mượn cái kiều nào. Này anh kiều em cắt. Để cắt lần thôi thôi nhá. Ai lấy cái dao kia cơ. Dao trọng kia cơ. Thế mà các thầy là lúc sáng chưa làm à? Vào đây chơi thôi à? Lúc bọn em vào đã hơn 11 giờ 15 rồi. Là về vào thấy cái tình hình thế này không dám làm vào, không thì sợ mất bữa trưa. Thế nên có việc thay cái thầy xem đi. Lên nhà. Có cái dây này nó chui xuống dưới rồi à? À, hai dây đây. À, hôm trước chắc bọn nó tuồn qua đúng không? Em chặt bên dưới thôi. Không, em đấy, leo lên ra chân. Chặt sát sát vào cáp ấy. Trường nhờ. Chặt sát sát vào cáp ấy. Chặt mấy em cáp thì đỡ phải làm. Đỡ phải làm. Cái tay kia chặt thịt gà trông giỏi lắm đấy nhá. Chuyện này thì đỡ phao mẹ vào cáp thì.
Chặt xa xa ra. Ui, nó còn lùm cây, lùm đây nữa. Trường ơi. Kẹo. Nó mắc ngay đấy Trọng. Anh gửi ra cho bọn em phát. Điền chưa? Ê, bồn đời chót rồi, chiều này. Vợ đấy. Đây kẹo, em dùng ấy mà chặn chặn cái đây này. Làm. Đừng có đánh nhau nhá. Đây. Sao mất đòn này kia nữa là đi lên hả? Chưa được, nó đang vướng ấy đây. Ờ, kẹo. Rồi. Được đấy, tôi bình thường. Gì đấy? Cái gì đấy? Đây. À. Người mấy 20 cây đi làm mấy cái việc mẹ còn con như này. Vừa đấy. Vâng, em đang bảo đợi ngoài đấy rồi. Đợi ngoài đường rồi. Lên hạ dây đi Trường ơi. Alo. Vâng. Khuất cái chi ạ? Cái chi không anh? Nhà mình ra nhà ngày rồi. Ôi, tí hả? Có nó đi la hay ạ? Nó đi la bông khác ạ? Vâng. Máy lên cái nó lạc sơn này vào. Bây giờ là đây, Trọng ơi, đây, em treo lại đi. Để tí nữa không, xả dồn nó dây này đi em ơi. Xong để tí nữa mình sẽ buộc hai đầu. Mình buộc hai đầu. Cột điện này bắn thang lên được không anh? Được. Cho nó luồn qua, được. Nhảy qua lên đấy lại, bắn thang lên rung rung là em cắm đầu dưới kia luôn. Anh lâu đấy chưa ạ? Nó bông bung máu. Không sao, tí nữa. Ôi nhưng mà đoạn này cũng hơi căng đấy nhờ. Căng tít thà lò. Sao hồi trước nó không ép vào được đường núi, à núi lại sạt lở nhờ. Bọn này nó trồng cột chối nhờ. Trồng mẹ ở đây dọc này có phải ngon đúng không? Mai núi nở lại trồng tiếp à? À. Làm nhưng mà cua phải cua hai lần. Đấy, điện cho ô tô đi. Đấy này anh đặt đúng được. Hay cho chú vẫn quản lý con này à? Quản lý xa nhờ? Đá có kiểm gì đâu. Cả ngày ở đây chỉ đạo. À đây, đây, cái cột này là cột cũ đúng không? Cột này cột cũ đúng không? Thế thì trồng qua cột này đây. Nhưng mà đoạn này làm gì mà đủ nhỉ? Sao anh lưu chơi khó hiểu thế? Hay là đoạn kia còn thừa rồi không? Còn cuộn ở trên đây đúng không? Ờ thế thì tháo đi. Tháo bớt ra để dồn cát theo. Cột này á, cái cát trên cùng này nó của bên nào? Ừ. Cắt đi. Vàng mạnh cho có việc mà làm luôn cho nó lên. Mà mai kiểu gì mai nó mới lên mà. Trọng ơi, mang thang xuống mà tháo cái cáp bên kia đi mà treo đây thôi. À ừ. Đây là còn mang sông này, mang sông này cho đến cột thứ hai kia là được nhờ. Hôm trước. Nhưng mà không đủ thì không lên được đâu. À, tức là đoạn này mà không thừa tí nào nữa là không lên được cột đâu. Làm gì thừa tí gì nữa anh Nguyễn Hâm à? Anh nhớ. Thế thì làm sao mà lên được cột này?
Thế cho mang sông giữa rơi à? Mang sông ngay đây này này. Ờ nhưng mà nó phải giữa rơi rồi, nếu mà kéo dịch sang bên này xem được không Trường ơi? À Trọng ơi. Đéo lên được. Thế thì đéo lên được rồi. Thôi, đừng kéo nó tuột mang sông. Mẹ chồng tuột cháo hỏi cái đầu hỏi. Thì vẫn phải hàn. Vẫn phải hàn để thêm dây được em ạ. Nếu mà đi cái mé bên này là chẳng ngon hơn rồi nhỉ. Nhưng mẹ trồng một cái cột ở đây này, trồng một cái cột đây là xong rồi đúng không? Sang hai sang bên kia là xong. Này đeo đủ rồi. Báo cáo tình hình đi Trường ơi. Có xếp ở đây nhỉ. Xong anh đi đâu đây? Hả? Xong đi đâu đây? Đi về họp chứ tôi vì là làm tí nhỉ? Ờ. Suốt ngày làm tí như này, gần tuần này toàn làm tí. Vợ xong đuổi được con nhà. Mấy đứa vợ đâu? Đéo phải con nữa. Đi suốt ngày lại đéo phải con nữa. Ờ đâu á. Quên à, giờ lại viết lên cái cây này à? Ừ, cây này thôi. Báo em báo cáo đi, báo với anh Thế đi. Rồi, anh em cười đi. À, hạ được hết dây xuống rồi nhưng mà không đủ. Trong cột là như nếu này. Biết cái cáp 8 này là cáp đéo gì nhỉ? Cáp 8 thì chắc Zipon thôi. Từ từ, ở đây để anh buộc anh thít lại ra Trọng. Địt mẹ cáp 8 2018 này là cáp Zipon rồi các bố ạ. Thì chả Zipon. Cắt con mạnh à, thằng lồi. Chắc lại nhìn em ở thế ở trong kia có không có hạ tầng. Không có hạ tầng à? Không, từ đây cơ mà. Sao không có? Làm gì có. Nào hạ. Chỗ này. Hạ dây. À nhưng mà đây là bây giờ được xuống đường dưới là không dùng. Không dùng á? À? Không có, dưới này có hộp nào không? Không, không có hạ tầng. Cáp số 8 này kéo lên Zipon là cái đéo gì? Hay là bọn đấy nhỉ? Thank you.